thả cỏ vô nó ăn thấy ham ha cả nhà. Để cho nó ăn xong đi rồi ngồi em lên clip cho cả nhà xem ha. Ở đây cắt cỏ tùm lum hết trơn ha, chứ không phải cỏ lựa nha cả nhà, không có cỏ vôi nhiều đâu, cỏ gừng nhiều ha. F2 thì nó ăn tốt lắm, nó ăn tốt cả nhà, không có đi vô được, để cho nó ăn xong nên mình đi vô nó ăn nó lâu ra mất công lắm. Hello, Thanh Tính xin chào anh em nha. Cái clip này mình lên nè, mình chuẩn bị ghép xe đi ở Đồng Tháp nha anh em. Đồng Tháp Giang Giang ha. Thì anh chị em nào mà coi mà có mấy cặp nào thì mình chọn rồi xong rồi gọi cho em ha. Rồi mình lên xe nha anh em. Nhiều anh em điện một con hai con á thì xa em giao cực lắm anh em. Cho nên là sẵn ghép xe á mình đi luôn nha anh em. Như hôm nay em ghép xe đi thành phố em đi 4 con. Thì nó sẽ sẵn chiến em giao cho anh em nó khỏe ok luôn. Chứ một hai con thì cực, rồi anh em phải chịu tiền xe nữa. Tại vì em ở đây không có xe nhà ha. Rồi con đầu tiên, cái này thì em bán cho người ta rồi ha. Chuẩn bị người ta mốt sáng mốt ta chở bán cho người ta nuôi nè. Rồi con này đầu tiên ha. Con này thì dòng Ira 95 ha anh em. Con này thì nó độ tuổi là vừa 6 tháng anh em, ăn rất là tốt hết. Cỏ bỏ vô chiều em lên clip cho anh em thấy vậy đó, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là hết sạch cỏ. Như con này thì chạy em bán với giá là 20 triệu nha anh em. Bò này nó là Ira 95 ha anh em, nuôi trong một tốc độ tầm khoảng 1 năm 3 tháng là anh em sức tầm khoảng thủ khoảng từ 48 đến 50 triệu là anh em nuôi chưa có tới cổ đó. Còn nếu mà tới cổ nó có thể hơn nữa, tùy theo khả năng kỹ thuật của anh em nuôi ha. Nhưng ở đây nếu mà ở đây những anh em ở đây người ta nuôi lão luyện, người ta nuôi là tầm khoảng 5-3 tháng là có sức tầm khoảng 48-50 anh em. Tốc độ nó lẹ lắm, con này Ira 95 ha, mà nó cực kỳ luôn anh em. Mà như những con bò này thì mình đi mình gặp sớm mình bắt sớm anh em, để ta thấy người ta bắt mất. Thì con những con bò này nó tốc độ nó lẹ lắm, nó hiền ha. Cho nên em thả ha anh em, bò đít dữ lắm anh em, chân gối thẳng rang ha. Đó, hiệu phân rất là tốt anh em. Ăn xong rồi chạy lấy uống nước cho anh em coi nè. Đó, 20 triệu. Anh em thấy không? Ăn xong rồi chạy đi kiếm đó. Chỗ này hết là đi kiếm chỗ khác nữa đó. Rồi, con này thì nó giá là 17 triệu nha anh em. Con này thì rẻ nhất rồi đó. Rẻ nhất trại rồi đó. Này cũng là tốt anh em. Còn đó, cái là con ống đối đó là cỏ mà nó rớt ngoài nó lụm cho nó ăn luôn anh em. Rồi con này cũng 20 triệu ha, con này nó chung cặp với con kia luôn ha, một cặp là 40 triệu anh em. Là xe giao tới nhà nha anh em, mình báo cái giá này là xe giao tới nhà cho anh em ở Đồng Tháp An Giang ha. Chỉ riêng Đồng Tháp An Giang là xe giao tới nhà nha anh em. Tại vì mình có chuyến anh em, còn những anh em ở xa khác thì mình phải, hoặc là ở tỉnh khác á, địa phương khác thì gọi cho em ha. Cặp này 40 triệu, chiều cao là 1m08, một con 1m07, một con 1m08 nha. Giờ đồ nha anh em. Thật ra dùng chị Vinh của em nó sẽ tới 4 cái chạng bò luôn anh em. 4 chạng bò. Em là bắt, nói chung là bắt chạng nhất. Rồi em quay xong thì em sẽ phân tích cái chạng nhất, chạng nhì cho anh em xem ha. Giá cả tại sao ở đây anh em gọi lên nó chỉ hàng 2 không, nó hàng mười mấy cặp, cặp tầm 30 triệu, 31 triệu nó rất là ít. Tại vì em không có xài cái mẫu đó, không có bắt mẫu đó, chứ không phải là không có đâu ha anh em. Ở đây trại không bắt mẫu đó ha, chỉ bắt bò hệ thôi ha. Chân cắn nó đầy đẹp. Con này đầu chuỗi nha anh em. Rồi vô vào đây. Nhưng con này nó chiều cao là 1m1 anh em. Em này chiều cao 1m1 á. Đầu thì đầu không sừng, sừng này sừng sừng da nhé anh em, có sừng, có chút sừng nhưng mà là sừng da ha, có chút sừng đằng ngoài nghe anh em. Đây anh em thấy không, có chút sừng đây. Ăn xong rồi lạnh đi lại, nó dành uống này nè, xô nước ăn cho uống này. Thời nắng này anh em nuôi bị khô anh em thì trong bò nó uống rất là tốt anh em. Nè còn này uống rare con xương bự nè, con này nó hiền, giờ thải ra cho nó ăn mấy ngoài ha.
thì trống bò vượt bò thả ra cho nó đi thoải mái nè. Này đi giáp làng giáp sớm nè, thấy cực kỳ đẹp ha. Mấy con này ở ngoài đây là nó là hàng VIP rồi anh em. Như con này nó chiều cao là 1m1 anh em, cứ 1m1 ha. Con bò này gần 7 tháng cắt sữa rồi. Rồi, con này nó cũng vậy. Con này nó có độ dài, hai con này nó có độ dài nha anh em. Hai con này độ dài cực kỳ. Ở đây thì hàng ngoài nó hăm mấy không anh em. Rồi, cặp này, như cặp này trại bán với giá là 44 triệu nha anh em, là giá tại chuột. 44 triệu là giá. Đó, lưng đầu ha. Lưng đít rất là đẹp. Con này đít là tuyệt vời anh em coi nè. Độ dài con bò nó có nha anh em. Cành nuôi bự ha. Trại thanh tính ha. Ở đây thì chỉ bán bò đẹp thôi, chứ không có bán bò xấu. Con này chiều cao 1m1 ha anh em. Bò đòn ha, bò này có đòn. Con nói với con này là có đòn ha. Em sẽ quay cho một cặp cho anh em. Thì nói chung là tôi đã bán cho nhà vườn, cho nên tôi thiệt tình lắm. Vô nhà vườn tôi bắt từng con cũng vậy à. Đó, tôi lựa cho anh em là ở xa tôi gửi là 3 phát. Con này nè, đó, nó đi đó anh em thấy không? Nó như con dòi vậy anh em. Uống hết số này tới số khác. Rồi, đây là ba con này, ba con kế tiếp này, ba con này nó cỡ chạm với nhau. Con này là Barbie bông, bông mà bông dạng như là mẹ, nó là mẹ Barbie nhưng mà ta cấy kem đó nè, lai Barbie. Mặt con bò nè, hết số không? Mình quay từ cái giò cho anh em xem ha. Vì mình đã mang tiếng là mình bán bò trên mạng thì mình phải quay kỹ cho anh em. Đó, anh em thấy không? Con này chiều cao nó là 1m1 ha. Nhưng mà con này nó sẽ mắc tiền hơn cặp em vừa báo cho anh em là 1m44 nha. Tùy theo cái con bò nha anh em, đâu phải anh dài là nói chung là độ dài, nó dài nó có nhưng mà con bò nó sẽ đặc khác, con bò đặc nó khác nha anh em. Những con này thì anh em đi đồng tiền lớn ha, chuồng ngoài thì nói chung là nếu mà anh em nuôi bài bản là tầm khoảng từ 55-60 ha, nhưng mà đúng bài bản ha, chứ không phải là dám bảo đảm chầm chầm, tùy theo khả năng của anh em nuôi đấy nha, từ cái dàn chân ha anh em, dàn súng này. Ha, rất là đẹp. Rồi, như con này nè, con này hiện tại là nó đang viết chiếc chuột. Tin này tin mới ha, từ mẫu đít, cành đuôi, lông đuôi rất là ngắn nha nè. Thấy không, em thấy không? Thường thì trại bây giờ sẽ lên clip cho anh em buổi tối là sau 7 giờ tối em sẽ lên clip cho anh em ha. Quy định giờ đi cho anh em bằng ruộng đồng án đồ á. Mình dễ vô mình dễ coi ha anh em. Như con này là cứng như mét mốt này nè. Dài đôi ha, cực kỳ đẹp. Nè, lưng thẳng ra anh em. Này, về trước anh em coi nè. Bài bản nha. Con bò này nó có độ dài hơn con Barbie bông kế bên nha anh em. Độ dài hơn, nó dài hơn tầm khoảng 1 gian. Một cái cổ con này mất tiền rồi đó. Rồi cái giò nó đây. Giò nó như giò trâu vậy. Những con bò này là những bò giò trâu nha anh em. Tướng nó đây. Trời. Thường thường người ta nói nhìn cái mặt là bắt nè. Bắt mắt hơn là cái mặt nè. Đó, mặt cục mỏ bự ha, mặt đồ vuông ha. Cái này thì ăn hết số rồi. Lỗ tai nhỏ ha, chánh trống con bò đẹp là nó phải như vậy nha anh em. Rồi, như em này cũng là sừng da anh em ơi. Con này nó nằm trên hệ là F3 rồi, mẹ nó mẹ kem F2 á. Con này có sừng da nha anh em. Con này hiền lắm anh em. Về không có la khóc miếng nào hết á, gân cổ rất là dày anh em. Dày đồ ha, con này chiều cao cũng là 1m1. Anh em thấy không? Em lựa nó cỡ không, nói chung vô cái mẫu của em bắt rất là khó, không phải mà ai cũng bán bò cho em được đâu, bắt rất là khó ha. Nè, như con này ở đây em bán 22 triệu. Lòng rất là đẹp, lòng mướt, lòng gì nè,
đang rụng ha anh em. Bò dính lông sữa ha, đang rụng. Bò này hiện tại nó tầm chắc cũng khoảng 6 tháng rưỡi, cứng 6 rưỡi anh em. Con này ở đây bán 22 nha. Giò đây. Đang quay clip nhưng mà có điện thoại nữa nè. Đó, giò đây anh em. Móng ha. Cực kỳ ha, con nào con lấy móng này anh em coi nè. Không phải con bò đẹp là cũng quán cho em là được đâu. Em lựa là kỹ ha. Con này cạnh đuôi trên đuôi lưng nha anh em. Cực kỳ đẹp. Đừng gói thằng cái gan nè. Tướng ta phải thế vậy. 22 triệu một cặp này nè. Còn một cặp như thế này là 46 triệu nha anh em. Đừng che mắt. Tại thật ra em bảo đảm với anh em, anh em đi kiếm thoải mái. Nếu mà đem con bò mà không phải mà em nói kiểu như nói nó khoát chứ. Cả cái xã mình kiếm chỉ được một hai con nó pin như thế nào. Thật luôn, đứng tướng như thế này nè. Một hai con cả cái xã bò luôn, xã nuôi bò luôn á. Những cái dùng của em á. Con bò đẹp mình kiếm rất là khó nè. Còn bò cóc cóc tầm mười mấy triệu rồi, bỏ ra đầy, kiếm đầy luôn. Bây giờ ở đây á, giờ tỉnh Trà Vinh này nè, nó tới 4 chạng bò lận. Em là bắt chạng nhất á, một chút xíu chạng nhất là ở chỗ nào thì sẽ phân tích cho anh em. Ở cái chỗ là cái chạng nhất. Đích dây con nào con nấy đó. Những con này là chiều cao mít mốt rồi. Như cô chú anh chị em nào thích khoái thì gọi cho em ha. Nhiều khi thì có những người ta không sừng, có những người ta thích có sừng. Cạnh đuôi bự nè. Cái dây mà nếu mà anh em cầm cái tấm dáng mà hai bề ngang 2 tấc mà anh em để lên, nếu mà cũng nếu mà không hết, nếu mà nó bít được cái lưng con bò này cái gì nó chịu hết. Tấm dáng 2 tấc nhưng mà anh em để là nó bít được cái gì nó chịu hết. Những con bò này nè. Từ cái dàn móng ha, cực kỳ luôn anh em. Mặt nó rất là đẹp. Con này thì 22 nè, con đó, con trắng đó cũng 22 nè, con trắng đó là ăn miệt mài. Con này với con này là một cặp là 46 triệu. Hiện tại là đang có chuyến đi Đồng Tháp nha, Đồng Tháp với An Giang. Con này nó cũng là 22. Con này nó dài hơn, nó dài hơn những con kia. Ở đây anh em coi em cắt cỏ nè. Cỏ lá tre, cỏ lá gì, cỏ rừng quất luôn. Đói ăn chết bà. Như những con này thì 22 nè, như con này có quay kỹ nè, 22 triệu, hiền ha, ăn xong no nằm. Rồi, vô đây thì nó tự giá là 17 triệu một con, rồi 20 triệu là 2 con, đó là rẻ nhất rồi, chứ còn rẻ nữa là không có đâu. Có đó, nhưng mà tại vì trại không bắt, ở đây thì trại sẽ phân tích như thế này. 4 chạng bò là thứ nhất, cái chạng mà rẻ nhất, bèo nhất. Nó sẽ rơi vào tầm cái giá là nếu một bò 6 tháng đến 7 tháng á. Em nói bò 6 tháng 7 tháng thôi nha. Là con mẹ cỏ, xin lùn để con nhé cóc. Thì nó sẽ tầm giá là từ 8-9 triệu bò đực. 11-12 triệu dịch về là bò cóc. Thứ hai, chặng thứ hai là con mẹ xin. Mẹ xin tầng lớn, ta cấy Pháp hoặc cấy BB, ta gọi là F1 ha. Nếu mà bò đẹp á, nó sẽ rơi tầm khoảng là 17-18 giật về, 20 cũng có, nó giật về tùy theo cái mẫu nữa, đẹp xấu nữa. Cái chạng thứ ba là cái chạng mà chạng nhì đó anh em. Chạng nhì có nghĩa là con mẹ kem, nhưng mà con mẹ kem là con mẹ kem không đẹp. Cái đồng tiền con mẹ kem nó giá trị nó tầm khoảng từ 20 triệu cho tới 30 triệu hoặc là mười mấy triệu. Đó là những cái chạng đó, nó giò nó nhỏ, xương nó không lớn, cho nên nó đẻ con nghe con gà nghe nó không có lớn, nó không có lớn con. Người ta bán tệ nói chung là 6 tháng 7 tháng nó sẽ tầm rơi vào cái giá là từ 15 16 17 18 19 đổ về, chứ ít hiếm lắm, hiếm ví dụ 20 lắm. Còn là cái chạng VIP, cái chạng VIP ở đây là con mẹ anh em gỡ vô nó tầm khoảng là 40 mấy triệu, 40 triệu trở lên ha, hoặc là 50 triệu một con bò cái như thế đấy. Đó thì nó đẻ ra con nhé, nó phải từ cái giá là từ 20 triệu nó là bò đẹp. 20 triệu trở lên nha anh em, 21, 22. Có những con em vẫn thời điểm này em vẫn bắt 25 triệu là bình thường.
đúng độ này mất 25 triệu này vẫn mất bình thường, đúng độ này ha. Anh tôi đâu cần anh bò bự đâu, chỉ cần 6 tháng mấy 7 tháng thôi, nhưng mà từ nhỏ anh độ là lớn, cỡ nào anh cũng độ hết. Còn cái cuộc đời anh lúc nhỏ anh xấu là cỡ nào anh đi cỡ nào vậy, cho anh phút tiên cũng không có lớn nữa. Cho nên là bốn chặng bò nó như thế đấy. Em thì ở đây em bắt chặng độ nhất đó rồi. Cái giá của trại em thì nó từ 20 triệu trở lên á, cho nên là anh chị em mình xem mình nghiên cứu, nếu như mà ai có điều kiện á thì bắt cái đồng tiền lớn thì nữa mình bán giá trị lớn, còn ai mà bắt cái đồng tiền nhỏ thì nữa mình bán giá trị nhỏ đó. Rồi ok, xin chào anh em nhé. Ngày mai thì ngày mốt là chạy có chuyến đi ha, chuyến đi Đồng Tháp với An Giang. Thì do là em kia là mùng 5 em về bò, cho nên là những anh em thăm mua rồi nhưng mà ta vẫn đợi cho qua mùng 6 ta bắt, mùng 6 mùng 7 ha, mùng 8 là đẹp nhất. Rồi ok, em xin chào anh em ha, hẹn anh em lại cái video sau. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ trại bò Thâm Tính ha. Trại của em thì ở địa chỉ là ấp 4, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nhiều người thắc mắc là tại sao Thâm Tính không báo giá, thì hôm nay là mình báo giá rồi, lâu lâu mình báo thôi nhé. Để cho những anh chị em nào mà mình thích xem, mình thích mua, có nhu cầu mua thì mình nghe. Còn những anh chị em nào mình xem mà mình coi mình tham khảo thôi nha. Còn thí dụ như mắc quá thì thôi bỏ qua giùm em. Cảm ơn. Xin chào anh em nhé. Clip lên là 7 giờ tối nha anh em.